vài ngày gần đây thì thu nạp được nhiều tác phẩm xuất sắc quá các bác. Đấy, thì đây cũng là một em muốn chia sẻ với các bác. Chậu tàu, cây trực lùn này, đang cây đây. Con này chắc cỡ khoảng độ 25 phân, kể cả ngọn thì mặt chậu lên 25 phân, đang làm dáng kiểu ngũ phúc, tay cành rất hay, dáng dấp tỷ lệ chuẩn bệ các bác ạ. Đấy, rất hay. Cũng là cảm ơn ông anh đã nhượng lại. Thì thực tế để nó siêu phẩm thì cũng chả dám nói, nhưng mà nó có cái gì đấy mình rất là thích. Ví dụ cái đoạn này, mặt kia thì bác cái để mặt chính, nhưng mà em thích mặt này, rất thích mặt này. Cái này nó có chút gì đấy khá là làng, bóng làng, có chút bóng làng. Đấy, thì bây giờ quay cây này và xem tỉa bút chút cho người để khoe các bác ạ, bác nhé. Đấy, xoay trên nó tí. Đấy các bác, dừng xem nào. Đấy, đây nhỉ, các bác nhìn này, chậu này là mép chậu nhá, là 38, mép chậu 38, dài 38, rộng là 28-38, cao cây này 25 phân, rất hay. Xem nào, bệ này, độ nở của bệ này khoảng 40-42 không? Đấy, 40-42. Cây tỷ lệ khá là vàng. Gốc bồ ngọn chỉ, đúng kiểu gốc bồ ngọn chỉ, sẹo bé, không có sẹo to. Điền các bác nha, cái mông điền.
Đấy các bác, chỉ sơ sơ một tí, cây vẫn đang rất khỏe mặc dù mùa rét này. Đấy thì nó là một cây cắt giật các bác, cắt giật và đã hoàn thiện là đến chi rồi, dăm thì đã có và đang cần giật thêm thôi, nó chỉ là đẹp lên từng ngày thôi chứ không có gì phải suy nghĩ nhiều, cây này không phải đau đầu nhiều. Đấy cái đoạn này rất là thích, cái đoạn này rất thích, tỷ lệ ngắn này cứ ngắn ngắn màu này. Đấy rất thích, một cái cây cũng khá là hay, chân bệ không quá phức tạp, chân bệ gần như không quá phức tạp lại thích. Đấy sẹo cũng rất là ít, gần như rất ít sẹo, sẹo rất bé. Đây này các bác, cái sẹo này ngày xưa thì không rõ là lý do gì nhưng mà không phải là một sẹo cắt này. Đây cắt giật một phát này và một phát ở đây, hai phát được chuyển cái chi này sang. Đấy hoàn toàn là cắt giật, các cái cụt này đều là cắt giật này. Đấy tiếp theo đến đây cắt giật một phát để có cái chi vào cống ngọn lên. Đến đây thì đã có luôn chi và ngọn rồi. Đấy để với mỗi cái cắt giật này, cắt giật chuyển. Đấy được. Đấy cũng có vào dây nhưng mà ít thôi, chỉ có định hình thôi, hoàn toàn là cắt giật các bạn. Đấy một cái cây rất là thích, từ chậu cho đến cây cũng khá là hợp. Chậu này cũng khá là đắt tiền. Đấy các bác cũng thấy thích đúng không, nhất là cái đoạn bên này rất ít sẹo, nở chỗ này nó rất là nở. Đây cái chỗ này làm làng rất là hay, nếu mà bên này có một cái nữa thì một hai cái rễ này thì đúng là làng, lại được một cây làng trực làng. Đó khá hay. Nói chung cũng không phải sửa nhiều các bác, đang nuôi dăm mà thì cái dăm nó, cái đoạn mầm này nó dài thì mình cắt thì lúc ấy dăm nó sẽ đẹp hơn. Đấy lại gần một chút các bác. Đấy, cái đoạn tay này hoàn toàn là những đầu là cắt giật. Đấy, cắt giật thì tay nó mới rụt rịt, nó mới đẹp vào như thế này các bạn. Đấy, đây những vết cắt giật này. Đấy, tay này, vết sẹo cắt giật này. Chỗ này thì xử lý một chút nữa thì ok thôi. Chỗ này sau lấy cái này móc ra đây. Đấy như cái rễ này bù vào cái bệ này các bạn.
Nói chung là một cây không phải chờ đợi lâu nữa mà chỉ làm răm thôi, làm răm thôi. Quả phúc ngũ phúc là tay tán là ngon rồi, tay tán rất ok rồi. Thích mặt sau nhưng mà mặt sau này thì không là mặt chính được, thích cái bệ mặt sau và tay tán thì thích mặt trước. Cảm ơn các bác theo dõi nha.